Vào tối mai, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 làm khách trước đội tuyển Thái Lan. Trước cuộc đối đầu quyết định chức vô địch, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận được những nguồn động viên tinh thần to lớn khi có mặt trên đất bạn. Sáng nay, đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã đến thăm và động viên đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết lượt về AFF Cup. Tại đây, đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho biết các cán bộ và đông đảo người Việt Nam trên đất bạn rất mong chờ được chứng kiến trận đấu sắp tới, đặt trọn niềm tin vào việc đội tuyển Việt Nam sẽ giành chức vô địch ngay trên sân khách. Không chỉ có các cổ động viên đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan, có ít nhất hơn 100 cổ động viên Việt Nam đã lên đường sang quốc gia Đông Nam Á này, mang theo đại kỳ để tiếp lửa cho các chiến binh sao vàng. Trong chiều nay, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi tập làm quen với sân vận động Thammasat. Ở trận đấu lượt đi trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã hòa Thái Lan với tỷ số 2-2. Dù đang gặp đôi chút bất lợi với luật bàn thắng sân khách, tuy nhiên ông Park cùng với các học trò vẫn rất tự tin vào việc có thể giành được chiến thắng, đăng quang ngôi vô địch ngay trên đất Thái.